Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay vườn bonsai Minh Hưng tiếp tục gửi đến các anh chị clip số 290. Trong clip ngày hôm nay thì đa số vẫn là những cây ít tiền, giá rẻ, rất là dễ chơi. Cách mua bán của bên em thì vẫn y như thường lệ là nhận ship COD và bao phí vận chuyển tất cả những cái cây mà anh chị chọn mua. Cây nào có chậu hoặc là không có chậu thì em đều nói rõ cho anh chị biết. Nhưng anh chị nào chưa từng mua cây của bên em thì vui lòng liên hệ với số điện thoại ở cuối cùng bên tay trái màn hình của anh chị. Đó là số điện thoại của vườn bonsai Minh Hưng. Anh chị có thể kết bạn Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để chốt cây. Mã số 1 hôm nay là một cây mai chiếu thủy lá trung nhị quý. Cây này thì bệ đế nở to, giót cây, cốt đùi hiện tại cũng đã cân với cây. Hoành đế 94 cm, hoành thân ngay tay của em chỉ là 46, chiều cao tạm tính là 29 và tàn ngang tạm tính là 39 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân cũng như là chiều cao của cây. Cây nhị quý này hiện tại thì nó còn 4 cái thẹo và tí xíu nữa em sẽ quay thật rõ cho anh chị xem những cái thẹo nó bao to. Ở cái mặt tiền của cây thì anh chị thấy rằng một cây lá trung nhị quý rất có tương lai. Chi cành được đóng rất chuẩn và đều. Cốt đùi hiện tại bên tay trái màn hình của anh chị đo được là 16 cm và cái cốt đùi bên phía tay phải màn hình của anh chị nó cỡ 4 lần so với ngón tay cái. Bây giờ em sẽ đem máy lại gần và sau đó là chỉ cho anh chị xem những cái thẹo của cây. Ở mặt tiền thì anh chị thấy là một cây rất lực. Tương lai cây này nếu mà làm đến lúc thành phẩm xong thì sẽ rất là khó chịu với nó. Rất đẹp. Bắt đầu từ phía dưới anh chị ha. Em sẽ chỉ cho anh chị xem cây này nó còn 4 cái thẹo. Và đây là cái thẹo thứ nhất ở trên cái cọng rễ. Thì cái thẹo này nó to cũng cỡ bằng ngón tay trỏ thôi anh chị. Kế tiếp là cái đùi số 1 ở phía dưới và phía trên của cái đùi số 1 thì nó có 2 cái thẹo. Số 2, số 3. Chỉ cho anh chị xem cái thẹo số 2. Đúng rồi. Và cái thẹo số 2 này thì nó to cỡ bằng lắp một ngón tay trỏ vô là nó xong. Và tiếp tục là cái thẹo thứ 3 thì nó to cỡ bằng ngón tay cái anh chị, cỡ ngón tay cái. Nhưng mà cái thẹo số 2 và cái thẹo số 3 thì nó gần ở cái đùi số 1. Quay qua bên tay phải màn hình, đúng rồi. Như vậy thì anh chị hoàn toàn yên tâm, bởi vì khi mà những cái thẹo mà nó nằm gần những cái cốt đùi như thế này thì thẹo nó sẽ được nhanh cuốn, cuốn rất nhanh. Và ở phía dưới của cái cốt đùi bên phía tay trái màn hình, và bây giờ thì thằng em nó bắt đầu nó quay qua bên phía tay phải rồi. Như vậy thì anh chị thấy là cái thẹo này là thẹo mới, nó to cũng cỡ bằng hai ngón tay anh chị, gần bằng hai ngón tay thôi chứ còn không bằng lắm. Rồi trở lại mặt tiền của cây thì anh chị thấy rằng là có 3 cái thẹo bên tay phải và một cái thẹo bên phía tay trái màn hình của anh chị. Những cái thẹo này thì nó nằm ở gần gần xung quanh những cái cốt đùi cho nên là khả năng mà cuốn thẹo thì nó sẽ rất là nhanh. Anh chị nào đã từng nuôi cái dòng mai chiếu thủy thì em nghĩ là anh chị biết rõ vấn đề này. Nó không đáng nói lắm. Mặt trước cũng như là mặt sau đế đều rất là tự nhiên và đều 24 giờ. Lùng, lực, giót cây, lắc. Cây mai chiếu thủy nhị quý này thì nó nằm vườn em đến thời điểm này nó khoảng 6 năm rồi chị, kể từ khi nó là cây phôi. Dòng nhị quý thì rất là xiên hoa, hoa của nó là mỗi một lần nó ra là đầy cây, giống như là mai chiếu thủy kim giòn anh chị, đặc nghẹt luôn. Cây mai chiếu thủy nhị quý lá trung, mã số 1, giá của nó là 12 triệu, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Bởi vì những cây phôi như thế này thì anh chị về cần phải nuôi trong một cái chậu to hơn, hoặc là anh chị có thể thả xuống những cái bồn to để cho nó đủ sức cho đến lúc cây nó thành phẩm luôn. Chi cành cơ bản thì đã được xây dựng xong, phần trên ngọn thì anh chị về mình tiếp tục căn cứ theo những cái cốt cành ở bên phía dưới và mình xây dựng thêm ở phía trên. Nó cũng đơn giản thôi anh chị, không khó khăn lắm đâu. 12 triệu cho cây mai chiếu thủy lá trung nhị quý, mã số 1, không có chậu, em xin phép xuống cây. Mã số 2 hôm nay là một cây hoa giấy Mỹ, đây là cây hoa giấy Mỹ rinh, được nuôi cốt đùi cũng khá lâu.
thân cây thì xoắn và lắc. Hoành đế 36 cm, hoành thân ngay tay của em chỉ là 20 cm, chiều cao 49, tà ngang là 42 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Hoa giấy Mỹ thì đa số là thân của nó lắc, do nhà vườn người ta trồng cây phôi, người ta xử lý cái củ đế từ nhỏ lúc trồng anh chị, cho nên là những cái cọng rễ nó cuộn lại với nhau, nó tạo nên cái thân rất là có duyên. Cốt đùi của cây hoa giấy Mỹ này thì nó to cỡ bằng ngón tay cái, rất là dễ nhận thấy. Bên em mua bán là luôn luôn có vật đối xứng để cho anh chị hoàn toàn yên tâm về thân cây cũng như là cốt đùi hay là chi cành. Cái này thì tàn nó cũng đã ấm, thân lắc rất là có duyên, tàn ấm mịn và đẹp. Cây hoa giấy Mỹ mã số 2, giá của nó là 1.800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Hiện tại thì vẫn còn một sợi dây nhôm, nó đang ổn định cái dáng cây và được cột thẳng lên trên thành chậu luôn. Những cái chậu như thế này thì nó cũng không nặng lắm anh chị. Đường kính ngang của nó là 50 cm. Và đây là cái chậu mà nuôi từ khi nó, cái cây hoa giấy Mỹ này nó là cây phôi. Đến thời điểm này thì rễ nó đã khá nhiều rồi. 1.800.000 cho cây hoa giấy Mỹ mã số 2, bó bầu gửi cây, không có chậu. Mã số 3 hôm nay tiếp tục là một cây hoa giấy Mỹ Rin. Cũng là cây được nuôi cốt đùi khá kỹ. Cây này bên ngoài nhìn rất là có duyên cây, thân lắc và to. Hoành đế 42 cm, hoành thân ngay tay của em chỉ là 20 cm, chiều cao 40, tà ngang là 46 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây hoa giấy Mỹ này. Cốt đùi hiện tại của nó thì to cỡ bằng 1.5 lần so với ngón tay cái và có khả năng là to hơn. Nhưng mà vườn em thì luôn luôn so sánh với những cái nhỏ nhỏ để cho anh chị hoàn toàn là yên tâm, luôn trừ hao. Cây này thì da cây sạch, liền lạc, không hư, không bị cháy tuột. Cốt đùi to và tàn là ấm mịn, hoa bắt đầu nó đã rải rác khá nhiều trên cái tán lá rồi anh chị. Cũng như cây hoa giấy Mỹ mã số 3 thì cây này vẫn còn đang được ổn định bởi một sợi dây nhôm, ổn định cái dáng cây anh chị. Sợi dây nhôm được cột thẳng lên trên cái miệng chậu luôn. Nghiêng cây, em xin nhờ đem nó nghiêng cây cho anh chị có thể xem được cái phần bên dưới nó lắc như thế nào. Anh chị thấy là thân cây lắc và giót rất là có duyên. Chi cành thì được làm rất là tỉ mỉ luôn, từng chi tiết một. Cốt đùi to thì nhìn cây nào nó cũng lực, nhìn cây nào nó cũng có duyên. Nhưng đổi lại là thời gian nuôi nó cũng khá dài. Cây hoa giấy Mỹ mã số 3, giá của nó cũng là 1.800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Cây này bên ngoài nhìn rất là có duyên. Mã số 4 hôm nay là một phôi mai chiếu thủy lá trung, trung nu. Một cây trực cành âm rất có tương lai. Đế điều 24 giờ và bệ đế thì nở to, giót cây. Hoành đế 39 cm, hoành thân 22, chiều cao tạm tính là 10 cm và tà ngang tạm tính là 16 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân cũng như là chiều cao của cây. Cây này thì đế điều tự nhiên và điều 24 giờ, bệ đế nở to. Cốt đùi bên phía tay phải màn hình của anh chị thì nó to hơn ngón tay cái một tí xíu. Và mặt cắt chính trên thân, lúc đó là cây phôi thì hiện tại nó đã lành 100%. Nhưng mà phần bên phía chi phong thì nó còn một cái thẹo to cỡ bằng hai ngón tay anh chị. Và đang được hỗ trợ bởi một cái tờ giấy bạc với ánh anh chị, để cho thẹo nó mau lành. Cái này cũng rất là có tương lai. Rồi dừng lại ở cái mặt này. Ở cái mặt tiền thì anh chị có thể hình dung ra được trong tương lai dáng của nó như thế nào, rất là dễ nhìn thấy. Cây phôi này cũng đã được nằm vườn ít nhất là khoảng cỡ 3.5 rồi anh chị.
Nhưng mà 3 năm rưỡi thì chỉ mới được có bấy nhiêu thôi. Cây trung nu mã số 4, giá của nó là 2 triệu bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Hiện tại thì cây đang nằm trong một cái chậu nhựa đen. Chậu này nó sâu và nó to. Cái sức chứa, cái lượng chất trồng thì nó cũng ngang ngang với cỡ cái chậu chậu xi măng mà chậu 4 anh chị. To cỡ đó đó. Bởi vì trồng những cây này phải nằm trong chậu sâu như vậy thì cái lượng phân nó mới đủ cho đến lúc cây thành phẩm. Rồi, 2 triệu đồng cho cây trung nu mã số 4, em sẽ bó bầu gửi cây. Mã số 5 tiếp tục cũng là một phôi mai chiếu thủy lá trung, trung nu, một phôi trực cành 5. Cây được nuôi cắt giật kỹ. Hoành đế 36 cm, hoành thân 20, chiều cao tạm tính là 9 cm và tàn ngang tạm tính là 12 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân cũng như là chiều cao của cây. Cốt đùi bên phía tay phải màn hình của anh chị thì nó to cỡ 2 lần so với ngón tay cái. Cái này thì thẹo cũng còn ít, không nhiều lắm anh chị. Phần trên đỉnh là được nuôi từ cái mầm lên, mà hiện tại thì nó to cũng cỡ 3 lần so với ngón tay cái rồi, chứng tỏ là thời gian nuôi rất là lâu. Trung nuôi. Quay cái mặt này để cho anh chị có thể thấy thật rõ hơn. Đây. Nó có cái phong màng nó che khuất trống như vậy thì dễ nhìn thấy hơn. Phía sau chị phong thì vẫn còn đang thả lan cái cốt đùi của nó, cho nên là tán lá nó còn nhiều anh chị. Thẹo chính trên thân thì nó còn cả đầu ngón tay út, đó là nó lành 100% rồi, cuốn khá nhiều. Cây trung nu mã số 5, giá của nó là 1.800.000 bao phí vận chuyển. Cây này thì em cũng sẽ bó bầu để gửi cây. Cũng là một cây trực cành 5 có tương lai. Mã số 6 hôm nay là một cây linh sam siêu hoa. Đây là loại linh sam siêu hoa được trồng trong ống nhựa 90 và được sửa thân từ nhỏ, lúc nó còn là cây phôi anh chị, cây con. Hoành đế 25 cm, hoành thân 19, chiều cao 54 và tàn ngang là 56 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Thân cây lắc rất là có duyên và đế nơm. Những cái dáng cây như thế này thì phù hợp với những anh chị nào mà thích ghép cây với đá, hoặc là mình trồng trên tiểu cảnh anh chị. Cây nó sẽ nổi bật hơn. Cây này nhìn bên ngoài rất là có duyên, tuy rằng tông cao nhưng mà rất là giót cây. Và cái cốt đùi bên phía tay trái màn hình của anh chị, bên phía quay cái cốt đùi bên phía tay trái chứ không phải là cái phôm tàn. Đúng rồi, so sánh cái ngón tay với cái cốt đùi bên phía tay trái màn hình để cho anh chị dễ hình dung. Thì sau khi mà so sánh cái cốt đùi xong, em sẽ quay nghiêng cây. Rồi, và đây là phía dưới của mặt trước. Anh chị thấy rằng là thân lắc và giót lên tới đỉnh. Đây là phía sau, phía dưới của mặt sau, tàn ấm, mịn, tròn đều, thân lắc và giót. Phong tàn cây này to. Cây linh sam siêu hoa mã số 6, giá của nó là 1.600.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 7 tiếp tục cũng là một cây linh sam siêu hoa được sửa thân từ nhỏ. Đây là những cây được nuôi cắt giật kỹ. Hoành đế 38 cm, hoành thân 16, chiều cao 24, tàn ngang là 49 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Thân cây lắc và rất là giót. Cốt đùi hiện tại thì nó to cỡ bằng ngón, cỡ 2 lần so với ngón tay cái. Khá to. Đế tự nhiên. Thân lắc nhẹ. Cây linh sam siêu hoa mã số 7, giá của nó là 1.100.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 8 hôm nay vẫn là một cây linh sam siêu hoa. Đây là loại linh sam siêu hoa được trồng trong ống nhựa 90 và sửa thân từ nhỏ. Anh chị thấy là cái dáng cây như thế này mà lên tiểu cảnh hoặc là ghép với đá thì tuyệt vời. Không có gì phải chê nữa, thân lắc và xoắn rất đẹp.
Hoành đế 28 cm, hoành thân 16, chiều cao 22 và tàn ngang của cây là 49 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cây rất là có duyên. Và cốt đồ hiện tại của cây linh sam siêu hoa này thì nó to cả bằng 1,5 lần so với ngón tay cái. Tàn được xé đều và mịn, chi cành phân bổ rất là đồng đều. Cây linh sam siêu hoa mã số 8, giá của nó là 1,1 triệu, 1,1 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Dáng cây rất là đẹp, tàn thì còn hơi thiếu một tí xíu, cái này anh chị về vừa chơi vừa nuôi thêm giúp em. Cây này được làm bộ tàn rất là tỉ mỉ, làm kỹ. Cho em xin phép xuống cây. Mã số 9 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa được trồng trong ống nhựa 90 và thân thì cũng được sửa từ nhỏ luôn. Đế nơm, tàn ấm mịn, cốt đùi thì khá to. Hoành đế 32 cm, hoành thân 15, chiều cao 42 và tàn ngang là 46 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi của cây này nó to cỡ bằng 1,5 lần cho đến gần 2 lần so với ngón tay cái và đều đều nhau. Những cây được lặt lá thì anh chị sẽ dễ dàng nhìn thấy được cái vẻ đẹp của cây. Đẹp hay xấu thì anh chị đều có thể nhìn ra được ngay. Cây được làm tàn cũng rất là tỉ mỉ. Những cây này mà trồng lên cái tiểu cảnh thì không còn gì bằng. Rất là dễ thương. Dòng linh sam siêu hoa mà nó ra hoa một cái là đầy cây luôn anh chị. Thân lắc, mặt nào cũng thấy nó đẹp. Cây linh sam siêu hoa mã số 9, giá của nó là 1,2 triệu, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 10 hôm nay cũng là một cây linh sam siêu hoa được sửa thân từ nhỏ, cốt đùi cũng khá to. Hoành đế 32 cm, hoành thân 14, chiều cao 22 và tàn ngang là 39 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cây này thì thân lắc rất là gắt và cốt đùi nó to cỡ bằng 1,5 lần so với ngón tay cái, đều đều nhau. Phương em thì đa số là vẫn chọn cái phương án là nuôi cắt giật, nuôi những cái cốt đùi cho nó khá to anh chị. Thân cây thì lắc và những đoạn lắc của nó gấp khúc lại với nhau cũng rất là gắt. Cây linh sam mã số 10, giá của nó là 1,000,000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Cây cũng rất là có duyên. Mã số 11 hôm nay là một cây linh sam sông Hình siêu mini. Cây này thì gọi là siêu mini thì nó cũng không chính xác anh chị. Nó phải là cây mini bởi vì chiều cao của nó là 15 cm. Hồi nãy em dòm thì em thấy em cứ tưởng là 11 cm. Hoành đế 34 cm, hoành thân 16, chiều cao tạm tính là 15 cm và tàn ngang là 22 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cây này rất là già cây. Nó có một cái lỗi nhẹ ở phía sau, chứ nếu không thì giá trị cây này nó cũng sẽ tăng. Cái lỗi đó là cái cọng rễ mà nó bị hư rồi anh chị. Cho nên là em tháo bỏ cọng rễ đó ra và đục luôn cái phần thân bị hư luôn. Cho đến lúc đến chỗ mà nó còn đang tươi. Hy vọng là lắp cái chất trồng vô nó sẽ ra được cái rễ mới ở chỗ đó anh chị. Cốt đùi của cây linh sam sông Hinh này thì nó to cỡ bằng ngón tay cái, khá lùng. Đây là cây linh sam sông Hinh mà nuôi được tán đầu đinh. Nuôi từ khi nó là cây phôi, nó có tí xíu thôi anh chị. Già cây lắm luôn rồi. Đế tự nhiên. Ở mặt trước thì nhìn cũng rất là khá cây, nhưng mà mặt sau thì nó bị hư một cái cọng đế. Đây, chỉ cho anh chị xem cái phần đế nó bị hư. Nếu mà anh chị nào mà kỹ lưỡng thì về mình có thể trồng phủ chất trồng lên. Tưới cái rễ vô khu vực đó thì có khả năng là nó sẽ ra rễ mới cũng nhanh thôi anh chị. Mà chịu khó nuôi cọng rễ nó phải lâu để cho nó đều, nó cân với cái những cái cọng rễ mà đã có sẵn. Cây linh sam sông Hinh mã số 11, giá của nó là 1,500,000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Rồi em sẽ nhờ đem nó nghiêng cây cho anh chị xem được cái độ già và lắc của cây.
chi cành phân bổ đồng đều. Cây rất là có duyên, lực cây. Mỗi một cái tội là bị hư một cái cọng đế ở mặt sau thôi. 1,5 triệu cho cây linh sam mã số 11 có luôn chậu. Mã số 12 tiếp tục cũng là một cây linh sam song hình, lá trung. Cây này thì đế tự nhiên và đế điều. Cúc đùa cũng đã cân với cây. Hoành đế 38 cm, hoành thân 16, chiều cao tạm tính là 20 và thả ngang tạm tính là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Và cúc đùa bên phía tay phải màn hình thì nó to hơn cỡ 1,5 lần so với ngón tay cái. Cây cũng được lạc lá, chi cành phân bổ đồng đều, đế tự nhiên và nở đế. Những cây như thế này thì nó hiện tại nó vẫn còn thiếu. Anh chị nếu mà có chốt cây này thì về về chơi về nuôi thêm giúp em. Cây linh sam song hình mã số 12, giá của nó chỉ có 800.000, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 13 tiếp tục cũng là một cây linh sam song hình lá trung, một cây tông cao, đế điều tự nhiên, bệ đế thì nở, thân lắc và cốt cành thì nó đã cân với cây, những cái cốt đùa nó đã cân với cây. Hoành đế 30 cm, hoành thân 14, chiều cao 32, tà ngang là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi thì nó to từ ngón tay cái trở lên, có những đoạn nó to cỡ 2 lần so với ngón tay cái đó anh chị. Phong cây nhìn rất là có duyên. Cây linh sam song hình mã số 13, giá của nó là 900.000, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 14 tiếp tục cũng là một cây linh sam song hình lá trung, cây này tông cũng cao. Hoành đế 35, hoành thân 15, chiều cao 28, tà ngang là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Và cốt đùi hiện tại của cây linh sam song hình này thì nó to cỡ bằng ngón tay trỏ, cỡ ngón tay trỏ và nó đều đều nha. Cốt đùi nào nó cũng to cỡ đó anh chị, rất là đều, đế tự nhiên. Tàn thì tương đối cũng đã đầy đủ. Cây linh sam mã số 14, giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 15 hôm nay là một cây linh sam song hình lá kim, kim song hình. Cây được sửa thân từ nhỏ, thân lắc, rất là có duyên cây. Hoành đế 35 cm, hoành thân 16, chiều cao 38 và tà ngang là 30 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi thì to cỡ bằng ngón tay cái và nó đều đều nhau cả cây. Kim song hình, thân lắc rất là đều. Bạn nào cũng nhìn thấy được cái vẻ duyên dáng của cây. Đế tự nhiên. Cây linh sam mã số 15, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển cây này thì em cũng sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 16 hôm nay tiếp tục là một cây linh sam song hình lá trung. Cây này là cây được sửa thân từ nhỏ, mặc dù là hoành thân của nó tuy rằng là nhỏ nhưng mà tàn nó già. Hoành đế 42, hoành thân 16, chiều cao 35 và tà ngang là 36 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi của cây linh sam song hình này thì nó to cỡ bằng ngón tay trỏ, nó đều đều nhau, đều cả cây luôn anh chị. Tàn ấm mịn, già cây. Đế đều cũng rất là tự nhiên và đều 24 giờ. Cây linh sam mã số 16, giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 17 tiếp tục cũng là một cây linh sam song hình lá kim, kim song hình, nhưng mà có một cành bên tay trái màn hình của anh chị thì được ghép với linh sam hồng phấn. Dòng linh sam hồng phấn là loài đột biến từ linh sam siêu hoa anh chị. Hoành đế 38 cm, hoành thân 16, chiều cao 32, tà ngang 32 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đùi của cây linh sam kim song hình này thì nó to cỡ bằng ngón tay cái và có phần là to hơn. Nguyên một cây thì chỉ có một cái cành duy nhất bên phía tay trái màn hình của anh chị, ngay tay của em chỉ luôn, là được ghép với linh sam hồng phấn. Còn lại thì nó đều là linh sam lá rí, kim song hình, đế tự nhiên và một cây tông cao thân lắc nhẹ.
cây linh sam mã số 17, giá của nó là 600.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 18 hôm nay là một cây mai chiếu thủy nu gò công. Đây là dòng gò công lá trung, cây cũng rất là già cây. Hoành đế 45 cm, hoành thân 24, chiều cao 24 và tàn ngang là 32 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Và cốt đuôi của cây này thì nó to cũng cỡ từ 2 lần rưỡi cho tới 3 lần so với ngón tay cái. Đây là những cái cốt đuôi được nuôi từ cái mầm lên đó anh chị. Thời gian nuôi nó cũng khá lâu, cây này là hơn 4 năm rồi. Chi cành phân bổ đồng đều, đế tự nhiên. Cây gò công mã số 18, giá của nó chỉ có 900.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Thẹo lành, những mà cắt chín trên thân thì nó đã lành 100% rồi anh chị. Mã số 19 hôm nay là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Và cây này cũng là cây được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế 16 cm, hoành thân 13, chiều cao 15, tàn ngang là 16 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Và cốt đuôi của cây này thì nó to cỡ bằng thân cây viết. Cây sam trái này được lặt lá cho nên là anh chị rất là dễ dàng nhìn thấy được cái cốt cành và thân của nó lắc như thế nào, cũng rất là có duyên. Cây sam trái mã số 19, giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển. Mã số 20 tiếp tục cũng là một cây sam núi trái của miền Tây trồng và thân cũng được sửa từ nhỏ luôn. Hoành đế 18 cm, hoành thân 12, chiều cao 15, tàn ngang là 25 cm. So sánh cái hộp vẹt với cái hoành thân giúp em. Cốt đuôi của cây này thì nó to cỡ bằng thân cây viết và đều đều nhau. Thân lắc rất là có duyên. Nghiêng mặt trước và nghiêng mặt sau cho anh chị có thể thấy được cái độ lắc của thân cây. Cây sam trái mã số 20, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em cũng sẽ gửi luôn cái chậu nhựa đen này đang theo cây cho anh chị luôn. Mã số 21 tiếp tục cũng là một cây sam núi trái của miền Tây trồng. Hoành đế 19 cm, hoành thân 12, chiều cao 16, tàn ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Cốt đuôi thì to cỡ bằng thân cây viết, thân lắc rất là điệu. Cây này thân lắc đẹp anh chị. Mặt nào cũng nhìn thấy được cái độ lắc và điều điều của những cái đoạn lắc trên cây nó đều nhau. Nhìn rất là có duyên. Cây sam trái mã số 21, giá của nó là 700.000, bao phí vận chuyển. Mã số 22 hôm nay là một cây me chua được sửa thân từ nhỏ và củ đế thì được gối cho nên là rễ của nó cuộn hẳn lên trên mặt chậu, nhìn rất là quái cây. Thân lắc và gấp khúc. Hoành đế 38 cm, hoành thân ngay tay em chỉ là 15 cm, chiều cao 35, tàn ngang là 34 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Và cốt đuôi thì to cỡ bằng ngón tay trỏ, đều đều nhau. Thân cây này lắc rất là gắt luôn, nhìn có duyên. Củ đế thì nổi hẳn lên trên mặt chậu, anh chị rất là dễ dàng nhìn thấy được cái độ quái của cây, nó xoắn lại với nhau. Cây me chua mã số 22, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển. Cây này thì em sẽ bó bầu để gửi cây. Mã số 23 tiếp tục cũng là một cây me chua được sửa thân và củ đế thì được gối từ nhỏ, rất là quái cây. Hoành đế 32, hoành thân ngay tay em chỉ là 12 cm, chiều cao 38, tàn ngang là 38 cm. So sánh giúp em cái lon bia với cái hoành thân của cây. Cốt đuôi thì to cỡ bằng ngón tay cái. Thân cây này là nó chỉ có 12 cm cho nên là nên so sánh bằng một cái hộp quẹt. Và em sẽ nhận để em nó so sánh lại để cho anh chị dễ hình dung. À, chứ còn so sánh với lon bia thì nó quá to. Thân cũng lắc lượng đủ kiểu hết. Cốt đuôi thì được nuôi kỹ, tàn ấm. Cây me chua mã số 23, giá của nó là 800.000, bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 24 hôm nay là một cây gừa được sửa thân từ nhỏ. Hoành đế 18 cm, hoành thân ngay tay em chỉ là 8 cm, chiều cao 24, tàn ngang là 26 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái hoành thân của cây. Và cốt đuôi thì to cỡ bằng ngón tay cái. Rất là dễ nhận thấy.
Cây gừa mã số 24, giá của nó chỉ có 600.000, bao phí vận chuyển và có lon chậu. Mã số 25 hôm nay là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn, một cây siêu mini. Hoành đế 10, hoành đế của cây này thì em nó không đo cho nên là em tạm không 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 đọc cái hoành đế anh chị. Nhưng mà hoành đế của nó thì ước lượng nó khoảng cỡ tầm 18 19 anh chị. Và hoành thân là 10 cm, chiều cao tạm tính là 8 cm, tàn ngang là 14 cm. So sánh giúp em cái hộp quẹt với cái chiều cao cũng như là hoành thân của cây. Anh chị thấy là cây nó chỉ cao như ngang cỡ cái hộp quẹt thôi. Nhưng mà cốt đùi của nó thì to cỡ bằng ngón tay út rồi anh chị. Cũng rất là có duyên, đế tự nhiên. Đây không phải là cây mai chiếu thủy sắp đế, đế rất là tự nhiên. Già cây. Mặt cắt thì nó lành cũng khá nhiều rồi. Nó còn cỡ bằng thân cây viết nữa là nó lành hẳn luôn. Cái mặt cắt to luôn anh chị. Mặt cắt ở giữa thân luôn. Rất là to nhưng mà nó giờ nó còn cỡ bằng thân cây viết nữa là nó lành rồi. Cây siêu mini nhìn cũng rất là dễ thương. Cây mai chiếu thủy mã số 25. Giá của nó là 900.000. Bao phí vận chuyển và có luôn chậu. Mã số 26 hôm nay là một cặp mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Cặp kim giòn này là được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn, rất là có duyên. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị, hoành thân 8 cm, chiều cao 16, tàn ngang là 14. Và ở cây bên tay phải màn hình, hoành thân 4, chiều cao 14, tàn ngang là 13 cm. So sánh giúp em cái cây viết được để ở giữa hai cây kim giòn. Cốt đùi của nó thì to cỡ bằng gần bằng cái đầu của ngón tay út luôn chị. Những cái cọng rễ này được nuôi cũng khá lâu rồi. Cặp kim giòn mã số 26, giá của nó chỉ có 400.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Rất là dễ chơi, với cái giá như thế này thì anh chị nào cũng có thể sở hữu cho mình được một cặp mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Cặp này thì hoa của nó rất là nhiều anh chị, đến lúc mà nó ra hoa là đầy cây. Mã số 27 hôm nay là một cặp mai chiếu thủy, một cây là kim giòn và một cây là mai chiếu thủy da đen lá lớn. Cặp cây này cũng được hình thành từ những cái cọng rễ tuyển chọn. Ở cây bên tay trái màn hình của anh chị là một cây mai chiếu thủy lá kim kim giòn. Hoành thân 5, chiều cao 9, tàn ngang là 11 cm. Và ở cây bên tay phải màn hình là một cây mai chiếu thủy da đen lá lớn. Hoành thân 3, chiều cao 14, tàn ngang cũng là 14 cm luôn. So sánh giúp em cái cây viết để giữa hai cây. Cốt đùi thì nó to cũng cỡ bằng thân cây viết luôn rồi anh chị. Rất là có duyên. Cặp mai chiếu thủy vừa lá kim và vừa lá lớn mã số 27, giá của nó cũng chỉ có 500.000, bao phí vận chuyển và có luôn một cặp chậu. Đây cũng là cặp cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Mình hẹn gặp lại trong clip sau.